Rất cảm ơn quý vị đã vẫn giữ băng tần 57.6 và 16.8 của hệ thống truyền hình VBS. Tiếp theo sau đây là phần tin châu Á với những tin sau đây thưa quý vị. Người mẫu của Nga đã gọi ông Putin là kẻ tâm thần và đã bị giết chết bí ẩn. Động đất 7.4 độ Richter làm rung chuyển vùng biển Đông Bắc Nhật Bản. Số ca nhiễm COVID-19 tại Nam Hàn tăng hơn 600.000 trong một ngày. Singapore bắt giữ thanh niên đòi giết tất cả mọi người. Người mẫu Nga gọi ông Putin là kẻ tâm thần đã bị giết chết bí ẩn. Thi thể người mẫu Nga từng gọi ông Vladimir Putin là kẻ tâm thần đã được tìm thấy trong một chiếc valise. Nạn nhân là Greta Veller, 23 tuổi, đã mất tích một năm trước đây sau bài đăng trên mạng xã hội chỉ trích ông Putin. Tuy nhiên, thì theo cuộc điều tra, thì hai sự kiện trên không liên can với nhau. Theo Daily Star, thì nạn nhân đã bị người bạn trai cũ là Dmitry Korovin, 23 tuổi, bị xiết cổ chết trước khi lái xe đến vùng Lipetsk, cách đó 300 dặm, giấu xác trong cốp xe hơi. Korovin khai với cảnh sát đã ở lại khách sạn 3 đêm với xác chết của cô Greta Veller nhét trong một chiếc valise mới mua. Hung thủ sau đó đã để nạn nhân suốt một năm và đăng trên trang mạng xã hội của cô nhiều hình ảnh để chứng tỏ là cô gái còn sống. Tháng Giêng năm 2021, Veller cho biết cô lo ngại việc ông Putin thực hiện các biện pháp đàn áp người biểu tình và mong muốn tăng cường sự toàn vẹn của nước Nga. Và kính thưa quý vị, một trận động đất 7.4 độ Richter đã làm rung chuyển vùng biển phía đông bắc của Nhật Bản. Một trận động đất mạnh 7.4 độ Richter đã làm rung chuyển vùng bờ biển phía đông bắc của Nhật Bản ngoài khơi Fukushima vào cuối ngày thứ Tư, làm ít nhất là 4 người chết và gần 100 người bị thương. Tai họa trên đã làm người dân Nhật Bản sống lại ký ức về trận động đất và sóng thần khủng khiếp đã làm tê liệt khu vực hơn một thập niên trước. Thủ tướng Fumio Kishida cho biết, chính phủ của ông đã cảnh giác về nguy cơ xuất hiện các đợt dư chấn trong khoảng 3 ngày tới. Trận động đất đã cắt đứt đường giao thông ở vùng Đông Bắc, buộc tàu Shinkansen đình chỉ hoạt động vô thời hạn. Giới chức giao thông vận tải của Nhật Bản cũng đã phong tỏa xa lộ tại khu vực để kiểm tra độ an toàn. Người dân Tokyo ở cách đó khoảng 275 km đã cảm nhận được sự rung chuyển kéo dài. Hàng trăm ngàn ngôi nhà ở thủ đô đã bị nhấn chìm trong bóng tối trong ít nhất là một tiếng đồng hồ và nguồn điện cung cấp chỉ được khôi phục hoàn toàn vào sáng sớm ngày thứ Năm. Thưa quý vị, số ca nhiễm COVID-19 tại Nam Hàn tăng hơn 600.000 một ngày. Giới chức y tế Nam Hàn vào ngày thứ Năm ghi nhận gần 622.000 ca nhiễm COVID-19 và gần 500 người chết trong một ngày. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, thì Nam Hàn là quốc gia dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận 7 ngày qua với gần 2.5 triệu ca nhiễm. Tiếp theo là Việt Nam với 1.8 triệu ca. Số ca nhiễm được ghi nhận hôm thứ Năm là con số hàng ngày cao nhất của Nam Hàn kể từ khi đại dịch bùng phát. Tuy nhiên, thì số người chết và người phải vào bệnh viện điều trị COVID-19 vẫn tương đối thấp ở đất nước khoảng 52 triệu dân này, nơi mà phần lớn người trưởng thành đã tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ, kể cả liều tăng cường. Cũng theo các cơ quan y tế thế giới, kể từ khi đại dịch bùng phát vào năm 2020, gần 11.500 người đã chết vì COVID-19 ở Nam Hàn. Singapore đã bắt một thanh niên đòi giết tất cả mọi người. Một nam tù nhân tên là Mustikam Zakaria, 22 tuổi, đã nói với người điều hành Viện Sức khỏe Tâm thần Singapore rằng y muốn giết tất cả mọi người vào hôm thứ Ba, đã bị kết án 21 tuần lễ tù giam. Bị cáo này còn bị truy tố tội danh sở hữu một chiếc phi cơ trực thăng tại công viên công cộng cuối ngày hôm đó. Vào hôm thứ Tư, The Straits Times cho hay, ba người đàn ông bị truy tố tội gây thương tích cho người khác bằng vũ khí trong các vụ án không liên quan với nhau. Riêng trong vụ Mustikam, tòa án truy tố ông này tội đe dọa giết người sau khi tuyên bố với một người phụ nữ 26 tuổi ở Malay qua điện thoại rằng ông muốn giết tất cả mọi người. Cô gái báo tin cho cảnh sát biết sự việc ngay lập tức và họ đã mở cuộc tìm kiếm và đã tìm thấy Mustikam ở công viên Woodlands Waterfront vào khoảng 8 giờ 45 phút tối cùng ngày cùng với chiếc phi cơ trực thăng thuộc sở hữu của ông. Cuộc điều tra được tiến hành sau đó cho thấy sau khi gọi điện thoại cho người phụ nữ trên,
thì Mustakim đã đến siêu thị mua vũ khí với giá là 8.90 Mỹ Kim, rồi lên một chiếc xe buýt đến công viên Woodlands Waterfront. Người phạm tội sở hữu vũ khí bất hợp pháp có thể bị kết án tù đến 2 năm tại Singapore, thưa quý vị. Và đó là những bản tin liên quan đến châu Á. Sau phần quảng cáo thông tin thương mại, một lần nữa chị em chúng tôi sẽ trở lại để gửi đến quý vị phần tin Việt Nam.